xét giá giỏ quà Tết của siêu thị em á, 499 ngàn. Set này là tôi mua tại em mắt luôn nha mọi người. Thường mấy cái siêu thị nó có những cái set quà riêng biệt giống vậy nè, nó để trong cái quầy set quà Tết luôn, mình lại mình chỉ cần chọn một set thôi. Mà tôi đếm cái set này tận 8 món nha mọi người ơi. Trời ơi, tôi nói mọi người nó qua trời qua đất luôn, mà đây là chai nước ép đào thiệt luôn á. Đầu tiên là phô mai con bò cười sẽ là 37 cành một phải hộp. Nói là phô mai con bò cười là một cái gì đó bất hủ trong lòng tôi nha mọi người ơi. Đây là chai nước ép đào nha mọi người ơi, tôi tìm giá là 170 cành cho chai này nha. Kiểu dạng nó có ga uống y chang như là kombucha luôn. Tiếp theo sẽ là ngũ hạt đại tài, tôi coi là cái hộp này 52 ngàn nha. Cái này giống như là hạt hạnh nhân đậu phộng với bánh đó mọi người. Cái hộp này ăn cũng được như kiểu là đồ ăn vặt nha. Tiếp theo là bánh slay nha mọi người, bánh này là 34 cành. Nãy giờ đi được nửa chặng đường 4 món rồi là 293 cành rồi đó nha. Hộp Kit Kat này sẽ là 56 cành nha mọi người ơi. Cái hộp này ơi, tính ra cái set này đúng xịn luôn á, toàn là đồ xịn không mà, nên là tôi chết chá cho mọi người coi thử luôn nè. Mà điểm đặc biệt á là khi các bạn mua siêu thị thì các bạn không bị bớt bánh ra cho mọi người, trong cái bịch bánh nó có gì là các bạn nhận y chang vậy hết luôn, nói chung là full kiện. Tiếp theo sẽ là hộp trà lít tông nha, trong đây sẽ là 12 gói 41 cành. Anh set là Tết nó là một cái thú vui á mọi người, tại vì bình thường nó phải đợi qua Tết mới anh bóc được, bây giờ là tự mua về tự anh bóc nha. Trong đây là còn có cả hộp cà phê sữa Adore, hộp này á 74 cành nha, có tận 74 gói cà phê sữa luôn. Tiếp theo là một hộp bánh điếc rất là bự luôn nha mọi người ơi, bánh Majestic. Bánh này á thì có chỗ bán là 105, có chỗ là bán 115 nha. Trong đây nó là kiểu dạng bánh quy bơ giống này đi xá, mọi người ăn cũng ngon cũng ok la nha mọi người ơi, béo thơm nha. Ta nói cái này mà chấm với lại cà phê sữa nó thì còn gì bằng nữa mọi người ơi, nó béo nó thơm nhẫn nhẫn của cà phê ok la hợp lý nha. Thế mà tôi cộng lại là 505 mà bây giờ tôi mua nguyên cái set này công gói luôn là 499. Ủa gì tính ra là lời hả ta? Ê, đây là lần đầu tiên trong chuỗi series quà Tết của tôi mà tôi thấy lời nha.